Chào mọi người, trong thời gian gần đây thì càng ngày càng có nhiều người quan tâm tới việc kiếm tiền trên mạng, đặc biệt là kể từ khi mà dịch bệnh xảy ra. Nhưng mà thực tế là ở trên mạng thì tình trạng lừa đảo, câu view nó xảy ra rất là nhiều. Cho nên mình mới quyết định làm một video này để chỉ cho mọi người thấy những kiểu lừa đảo, câu view thường thấy trong vấn đề kiếm tiền trên mạng. Đầu tiên, cái kiểu phổ biến nhất mà mình thường thấy đó là kiểu đăng tuyển dụng một công việc cực kỳ đơn giản, chẳng hạn như là ngồi xem YouTube tại nhà, mỗi tháng kiếm 8 triệu đồng mà yêu cầu chỉ cần có mạng và có internet, nghe cũng thấy có mùi đó. Ngồi xem video mỗi tháng được 8 triệu thì cần gì phải đi làm công việc văn phòng lương 6, 7 triệu, 8 triệu một tháng, rồi cần gì phải đi làm những công việc chân tay lương 6, 7, 8 triệu tháng làm gì, ở ngồi nhà coi YouTube cho rồi. Thường ấy, kiểu lừa đảo này là sẽ lúc mà mình nhắn vào thì người thường nó sẽ bắt mình đóng tiền phí, gọi là phí giới thiệu công việc, có lúc khoảng 120 ngàn, có lúc 700 ngàn, sau khi chuyển khoản xong thì thường nó sẽ chặn luôn. Thì kiểu này thì nó cũng xưa rồi, nhưng nhiều người cũng biết rồi. Nhưng mà nếu mà bạn chưa bao giờ thấy, nhiều lúc vẫn có thể bị lừa bởi những kiểu lừa đảo này. Ngay cả ở nước ngoài cũng có nha. Mình làm việc ở những trang nước ngoài, nhiều lúc cũng gặp những khách hàng cũng gửi cho mình những cái mô tả công việc cực kỳ hoành tráng, sau đó ở dưới là sẽ yêu cầu mình nộp cái khoản tiền gọi là bảo hiểm công việc. Chẳng hạn như làm công việc 1.000 đô thì nó bắt mình phải gửi một khoản tiền bảo hiểm công việc là khoảng 200 đô. Mình làm việc freelance nhiều rồi, cho nên là mình nhìn cái kiểu đó là mình bị lừa đảo ngay. Bởi vì thực tế là mình đã làm việc cho người ta, người ta không đặt cọc trước cho mình thì thôi, cho con bác mình đưa tiền trước làm gì có chuyện đó. 99,9999% là lừa đảo. Mọi người gặp cái này thì bỏ qua luôn, hoặc là có thể bình luận ở dưới để cảnh báo những bạn khác. Rồi loại thứ hai dạo này mình cũng thường thấy, đó là những kiểu đăng quảng cáo lương 30.000 một giờ, nghe cũng khá hợp lý, phải không ạ? Nghe cũng khá hợp lý, cũng không cao lắm, nghe cũng có thể tin được. Bạn click vào những quảng cáo này, bạn sẽ được dẫn tới một cái app ở trên Google Play để download về. Thì sau cái download về, bạn mở ra thì trong đó sẽ có số Zalo của những người trong này, của những người làm cái app này. Mình có nhận thử một vài app kiểu như vậy ấy, thì người ta sẽ yêu cầu mình, người ta sẽ nói là đây là một cái dự án gì đó, nạp tiền tối thiểu bao nhiêu, thì mỗi tháng mỗi tuần sẽ được lời, được đảm bảo lợi nhuận từng này. Mình cũng là người đầu tư cổ phiếu cho nên mình nghe kiểu đó mình cũng biết chắc ngay là lừa đảo, bởi vì đã nói là đầu tư thì không thể nói là đảm bảo sẽ lời được. Mua một cổ phiếu hay là mua một đồng coin nào đó thì kiểu gì cũng có lúc tăng lúc giảm, không thể nói là đảm bảo mỗi tuần sẽ được từng này tiền được. Cho nên cái kiểu đó cũng chắc chắn là lừa đảo. Và nói chung là nếu bạn gặp cái kiểu mà đăng quảng cáo hoặc là quảng cáo để tuyển những vị trí công việc cực kỳ đơn giản kiểu như thế này thì bạn có thể phản luôn 99,99999% là lừa đảo này. Vì bạn thấy nha, mình từng đăng tuyển rất nhiều vị trí cho công ty, thì mỗi lần mình đăng ở trên những group Facebook á, tệ thì có vài chục người nộp vào, nhiều có khi tới 200-300 người nhắn tin xin nộp vào. Mà những cái vị trí mình đăng nó không có đơn giản giống như những cái vị trí như quảng cáo kia, mà thường là nó những vị trí yêu cầu có tiếng Anh này, hoặc là biết edit video, nói chung là có yêu cầu về chuyên môn. Mà số người nộp là còn nhiều như vậy thì giả sử như là có công ty nào đó muốn tuyển một vị trí làm online mà không có yêu cầu kinh nghiệm hay là kỹ năng gì thì đảm bảo là nó sẽ có cả trăm cả nghìn người nộp vào, ngồi mà nhắn tin và trao đổi với những ứng viên đó là cũng đã hết ngay, cần gì phải đi chạy quảng cáo để tuyển những vị trí đơn giản đó, nên chắc chắn là lừa đảo. Cái kiểu đăng tuyển mà chạy quảng cáo duy nhất mà không phải lừa đảo là cái kiểu mà quảng cáo của những cái trang web tuyển dụng, chẳng hạn như là Tìm Việc Nhanh hoặc là Việt Nam Quốc, thì nhiều lúc người ta sẽ chạy quảng cáo để đăng tuyển một vị trí gì đó, giống như quảng cáo này là tuyển gấp nhân viên kinh doanh lương từng này. Nhưng những cái quảng cáo này thì mục đích chính của nó là không phải quảng cáo cho vị trí đó,
mà là quảng cáo cho chính trang web tìm việc nhanh hay là VietnamWorks để nhiều người biết đến trang web của họ hơn, chứ không phải là những cái vị trí này nó khó tới mức mà người ta phải bỏ cả chục cả trăm triệu để chạy quảng cáo để tuyển những cái vị trí này. Mục đích chính của họ là giúp nhiều người biết tới trang web của họ hơn. Và thì đó là một vài lệ. Còn lại thì bạn thấy mỗi quảng cáo nào mà tuyển người thì có thể phản luôn, 99,99% là lừa đảo. Có những quảng cáo mình đọc vô mà suy nghĩ thì hầu như là bị lừa đảo, mà nhiều người vẫn mong muốn nó là thật, cho nên vẫn ráng tin. Chẳng hạn như quảng cáo này, nghe nhạc, chỉ cần nghe nhạc thôi mà được 500k mỗi ngày. Hoặc là quảng cáo này, kiếm 1 triệu đồng mỗi ngày chỉ cần vài phút. Wow, nếu mà một vài phút mà có 1 triệu đồng, vậy một ngày mình làm 10 tiếng vậy mình có vài trăm triệu mỗi ngày hả? Nói chung là rất nhiều. Rồi, đó là loại thứ hai, những cái quảng cáo. Loại kiểu lừa đảo thứ ba đó là kiểu cho mời các bạn mua cả đồng coin, cả đồng tiền thử mà được đảm bảo là sẽ nhân đôi, nhân ba, nhân năm trong vòng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, hoặc đại khái là được đảm bảo lợi nhuận. Thì nói chung thì chắc chắn cái dự án coin đó cũng là lừa đảo luôn, vì chẳng ai biết được là nó sẽ tăng trưởng bao nhiêu hết. Và rất nhiều đồng coin nó không phải lừa đảo, nhưng mà nó làm ra thực chất nó cũng chỉ để kiếm tiền cho người sáng lập thôi. Tương tự như vậy thì cũng có nhiều sàn forex cũng quảng cáo, cũng chào mời bạn bỏ tiền vào đó thì mỗi tuần sẽ có lợi nhuận bao nhiêu phần trăm, cứ mỗi tuần là sẽ có từng đó lại. Sàn forex là sàn giao dịch ngoại hối, tức là mua bán cả đồng tiền, tận dụng sự thay đổi tỷ giá giữa cả đồng tiền để mà kiếm lời. Thì nếu mà bạn giao dịch thật, giao dịch forex thật thì có lúc bạn sẽ lời, có lúc bạn sẽ lỗ, chứ không thể nào mà mỗi tháng mỗi tuần lại có một cái mức lãi cố định được. Mà ở đây là người ta đảm bảo là sẽ có từng mỗi tuần sẽ lãi từng đó luôn nhé. Một người mình quen ngoài đời cũng đã tham gia cái sàn kiểu như vậy, và mỗi tuần cũng đều rút ra lãi qua lại, cho nên cuối cùng thấy hấp dẫn quá cho nên là bỏ hết tiền vào, thậm chí đi mượn tiền lúc mình đã cảnh báo mà không nghe. Cuối cùng là sau một thời gian khi mà cái sàn đó nó đã ôm được đủ tiền rồi thì nó tự nhiên bốc hơi thôi, để chỉ không truy cập được nữa, vậy là tiền mất thôi. Thậm chí đi kiện cũng khó nữa. Giả sử như những cái thằng mà làm trong web đoàn bị bắt ấy, thì cái tiền của mình không như cũng chẳng lấy lại được nữa. Đã có rất nhiều vụ lừa đảo kiểu forex kiểu như vậy, nhưng mà nhiều người vẫn mắc phải. Nói tụm lại cho hai cái loại này ấy, thì cứ có đầu tư là phải có rủi ro, có lúc bị giảm tiền, có lúc lợi nhuận, chứ không thể nào đảm bảo sẽ lại được. Mình đều đảm bảo lại thì mức lãi cũng rất là thấp. Chẳng hạn như là nếu bạn dùng một số app như là Infina, các bạn đầu tư bất động sản ở trong đó thì có mức lãi suất dự kiến cho từng dự án và mức lãi suất tối thiểu được công ty làm ra app này đảm bảo. Nhưng mức lãi suất tối thiểu được đảm bảo này nó cũng chỉ từ 6-9% mỗi năm thôi, chứ không có dù mà lãi suất 10-20% mỗi tuần, mỗi tháng được thì có mức lãi suất đó được. Cuối cùng là một kiểu câu view mà mình hay thấy ở trên TikTok hay là ở trên YouTube cũng có, đó là giới thiệu những công việc có vẻ mức lương rất là cao, nhưng mà thực tế nếu mình thực sự làm thì mức lương nó thấp hơn rất là nhiều. Chẳng hạn như mình đã xem nhiều video TikTok giới thiệu là vào cái trang này, trang Reever này. Vào trang này thì mỗi phút sẽ kiếm được $1, $1.25, vì nó ghi rõ này, mỗi phút nó sẽ kiếm được $1.25 mỗi phút này, rõ ràng luôn. Nhưng mà đây là giá mà khách hàng sẽ trả cho cái trang này, còn cái giá mà cái trang này sẽ trả cho người làm thuê là sẽ khác. Ở đây cụ thể đây, mỗi phút nó sẽ giá từ 0.3 cho tới $1.1 tùy theo loại video, tùy theo loại audio. Và đó cũng là mỗi phút audio mà bạn ngồi bạn nghe audio đó rồi bạn gõ ra thành chữ, chứ không phải là mỗi phút bạn làm việc bạn được từng đầu tiên. Không phải mỗi phút bạn làm mà được $1.1, mà mỗi phút audio bạn ngồi bạn gõ ra được
thì mỗi phút audio chắc bạn ngồi phải gõ phải 50 10 phút thì mới ra được. Nhiều lúc nghe không ra, ngồi nghe đi nghe lại nhiều lần mới nghe được. Cộng thêm vào là cái giá mỗi đô một phút audio cũng chỉ dành cho các tiếng khác như tiếng Anh, chứ còn tiếng Việt thì mức giá chắc chắn nó sẽ thấp hơn khá nhiều. Cho nên là hoàn toàn không có dễ dàng kiểu là một phút làm việc được một đô dễ dàng như vậy. Một phút làm việc được một đô thực ra rất là nhiều nhé. Một phút là một đô, một tiếng là 60 đô lắm. 60 đô là 1,2 triệu, rất là nhiều. Như vậy một ngày 8 tiếng được 480 đô nhé. Nó hơn 10 triệu đồng mỗi ngày lắm. Nói tóm lại thì để tránh lừa đảo khi mà bắt đầu kiếm tiền trên mạng thì mọi người phải suy nghĩ là mình có mang lại lợi ích, mang lại giá trị gì cho người khác không, mang lại giá trị nhiều hay là ít. Chẳng hạn như là ngồi nếu ngồi bạn ngồi và xem video YouTube thì chắc chắn là không thể mang lại nhiều giá trị gì rồi, bởi vì là việc đó thì một đứa con nít nó cũng ngồi làm được, thậm chí chẳng cần người, chỉ cần một phần mềm là tự động play video YouTube, chẳng cần ai ngồi xem. Trong khi đó nếu bạn làm video, nếu bạn là người làm ra video YouTube mà hay thì bạn giúp cho hàng trăm hàng triệu người giải trí đó, thì tất nhiên là bạn sẽ có tiền đấy. Những cái thứ mà chẳng mang lại ích lợi gì cho ai, chẳng mang lại giá trị gì cho ai mà lại kiếm nhiều tiền nữa thì chắc chắn là lừa đảo đấy. Mọi người phải thật là tỉnh táo khi mà bắt đầu kiếm tiền trên mạng, bởi vì là nếu mà bị lừa một vài lần thì thấy nản lắm. Trong khi cái việc kiếm tiền trên mạng thì mình cho rằng nó càng ngày càng phổ biến và tiềm năng nó càng ngày càng lớn. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong những video lần sau.